Xin chào tất cả các bạn. Ở video này mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về lưu và xuất bản. Khi các bạn có bất kỳ sự cập nhật, thay đổi hoặc chỉnh sửa, thêm một element hoặc thay đổi nội dung trên giao diện bất kỳ một trang nào của website hoặc ứng dụng di động, các bạn cần phải bấm lưu để giao diện của các bạn được cập nhật thành công nội dung các bạn vừa thay đổi hoặc chỉnh sửa. Khi các bạn bấm xuất bản, có nghĩa là các bạn đã áp dụng nội dung vừa cập nhật lên trên giao diện được hiển thị chính. Ở những video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để thiết kế và chỉnh sửa từng element. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và hẹn gặp lại.